Lời nói rồi khó mong hút lại, phải cần nên suy nghĩ kỹ càng. Một lời ra mà gian sự an, nửa câu nói tan hoang sự nghiệp. Nước đổ rồi hút sao cho kịp, lời quay ra khi biết muộn màng. Lời nói mà được phước muôn vàng, cũng lời nói tội mang vô số. Nói lựa lời và ngồi lựa chỗ, cách ở ăn của kẻ tu hành. Khuyên quê nhà lớn nhỏ xét rành, đừng bà nói bà làm vô lý. Ráng thiền định để cho mở trí, đối việc chỉ cũng thấy tận nguồn. Mắt đừng cho bị sắc làm cuồng. Sự mở đóng phải luôn chặt chẽ, tay cũng chớ để mê lời lẽ. Âm thanh không uống bẻ được lòng, trong tâm hồn dình một chữ không. Không các việc của trần đeo đâm. Lời Phật dạy sớm khuya suy gẫm, so việc làm mình đặng hay chưa. Sự đáng chừa khó mấy cũng chừa, vật phải bỏ đáng ưa cũng bỏ. Trao tria lòng như gương sáng tỏ, xoay muôn hình chẳng có nhiều hình. Ráng cho tâm sớm được tịnh bình, tâm mây sẽ màu linh trở lại. Muôn việc bởi tại mình làm sai, mới làm cho mờ cái bổn tâm. Biết sửa ra trở lại quyền thâm, tròn sáng tở trăng rằm một thứ. Trong giả sự ráng tìm thật sự, nơi quyền thân có thứ chân thân. Lúc sớm khuya lóng lặng tinh thần, mây không án trời trăng hiện rõ.